Mùa xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em lại cập nhật mang đến cho anh chị và các bạn một chiếc xe gầm cao 5 chỗ rất đáng để anh chị và các bạn cùng quan tâm và tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Tucson 2.0 sản xuất là năm 2021. Xe có ngoại thất là màu đỏ, nội thất ghế da màu kem. Về chiếc xe này đã lăn bánh với quãng đường là 15.000 km rồi. Full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng cho anh chị và các bạn có thể check test kiểm tra. Và để anh chị và các bạn có thể nắm rõ hơn về chiếc xe thì em sẽ đi vào chi tiết cận cảnh về từng phần của chiếc xe để các bác có thể tham khảo và cân nhắc nhé. Đầu tiên thì ta sẽ đi tới về phần đầu xe với hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc xe dạng bi kết hợp với những phần đèn halogen hay là đèn trang bị đèn led anh chị nhé. Rồi là mặt những cái chi tiết như là hệ thống mặt ca lăng với những viền mạ chrome to bản mang lại cái vẻ nổi bật khi nhìn vào phần đầu xe, hệ thống đèn gầm và những cái chi tiết led daylight, tất cả các chi tiết vẫn còn rất là hoàn hảo từ chất lượng sơn xi, mấu nối của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng tham khảo qua. Xe có trang bị cho anh chị và các bạn như là một dàn lốp của chiếc xe được trang bị dàn lốp Kumho với đế lốp này là tuần thứ 1 của năm 2021 anh chị nhé. Tất cả là lốp là liền đời theo xe. Mâm thì trang bị mâm hợp kim với dàn mâm không hề có hiện tượng xước sát gì cả. Đấy, đây là những cái phần bố phanh của chiếc xe vẫn còn sáng như này anh chị này. Rồi là những chi tiết sơn xi của chiếc xe, tỷ lệ sơn xi của chiếc xe còn rất là cao. Xe còn đăng kiểm cũng như là phí đường bộ đến tận tháng 2 của năm 2026 anh chị ạ. Một chiếc xe rất là đẹp, đăng kiểm với cả phí đường bộ còn rất là dài. Bậc dọc thân xe thì đã được trang bị như là bậc lên xuống, bậc cứng này, rồi những phần lẹp mạ được ba chủ, ba cái ốp bảo vệ đầy đủ. Phần đuôi xe thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn những cái tính năng an toàn như cảm biến, cam đùi và cái bộ lipo thể thao phía sau. Với cốp của chiếc xe nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn là hệ thống cốp điện. Và cái không gian chứa đồ của chiếc xe này thì nó khá là rộng rãi. Ba chủ thì cũng rất là cẩn thận đã trang bị thêm cho chiếc xe như là hệ thống thảm cao su là cũng như là thảm sàn da này để giúp cho chiếc xe nó sạch hơn. Và cái lốp sơ cua của chiếc xe thì đã hạ rồi, đồ nghề kích lốp vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn. Keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua cùng em đây. Mọi đường nét của nó thì vẫn giữ được độ hoàn hảo cao về chất lượng. Với mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì khoảng 7,7 lít cho đường trong ngoài kết hợp, còn đường trong đô thị khoảng hơn 9 lít. Đường ngoài đô thị của chiếc xe này nó rơi vào khoảng hơn 6 lít thôi. Một cái mức tiêu hao nhiên liệu đáng để anh chị và các bạn cân nhắc lựa chọn một chiếc xe di chuyển phục vụ gia đình. Gầm cao 5 chỗ. Tất cả các chi tiết đều trong tình trạng là nguyên bản. Đây là những cái phần cánh cửa của chiếc xe. Các đường nét về hệ thống chỉ này hay là những cái phần mấu nối của chiếc xe chị có thể nhìn thấy qua giúp em. Nó vẫn giữ được độ đẹp và bác chủ bác cũng đã ốp rất là nhiều vị trí như là ốp cánh cửa này hay là hệ thống ốp bảo vệ phía bên trong này. Rồi là những phần táp ly này. Đấy, tất cả các chi tiết được ốp bảo vệ đầy đủ hết. Và ghế ngồi của chiếc xe thì được trang bị là ghế có đục lỗ thông hơi, mang lại cái sự thoải mái cho người ngồi. Điểm cộng của chiếc xe này là cái hàng ghế sau này có thể là ngả sâu xuống để gia tăng chỗ ngồi, cũng như là có thể nghỉ ngơi thư giãn trong những chuyến đi xa sẽ không bị mệt mỏi. Đấy, bản này chưa phải là bản full nên không được trang bị cửa sổ trời. Và đây là những cái chi tiết về những cái hệ thống như là chỗ để ly cốc các thứ, đồ nghề anh chị và các bạn có thể để phía sau. Và nâng cấp lên hết cho anh chị và các bạn rồi. Và với phần khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ cùng nắm qua. Với phần cánh cửa thì xe thông số kính này hay là những hệ thống keo chỉ, táp ly của chiếc xe nó vẫn rất là đẹp anh chị ạ. Trong đây thì là những con ốc bản lề hay là những phần cột kèo của chiếc xe, bậc lên xuống, ghế ngồi chỉnh điện. Rồi là tem mác của chiếc xe với năm sản xuất là 2021, xe lắp ráp trong nước anh chị nhé. Chìa khóa các thứ vẫn còn đầy đủ, các chìa cho anh chị và các bạn. Đây là những cái phần ghế ngồi của chiếc xe anh chị nhé. Bệ tỉ tay này. Màn hình của chiếc xe này thì đã được nâng cấp lên cái màn hình Android rồi. Nó sẽ đa chức năng giải trí và tiện ích cho anh chị và các bạn nhiều hơn, mang đến cái trải nghiệm về giải trí cũng như là bản đồ dẫn đường rất là nhiều tiện ích. Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, chất lượng vô lăng anh chị có thể tham quan.
Phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin và số km thực tế của chiếc xe đang lăn bánh trên đường. Bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe để mình cùng đánh giá. Với mức giá cho chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy 2.0 sản xuất năm 2021 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn 705 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng hỗ trợ cho anh chị và các bạn các thủ tục sang tên di chuyển giao xe toàn quốc. Đấy, đây là những phần chi tiết về khoang động cơ của chiếc xe. Máy nổ rất là êm anh chị ạ. Lịch sử rõ ràng, mình có thể mang check test hãng toàn quốc bất kỳ theo yêu cầu. Hyundai Tucson phiên bản 2.0 sản xuất là năm 2021. Anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.